Đầu Gỗ Thành Khuyên kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2020 dương lịch. Thì video clip tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở Thành Khuyên, chuyên sản xuất các loại mặt hàng và đồ thờ. Đấy, thì hôm nay cơ sở chúng tôi cũng hoàn thiện xong phần mộc một bộ nội thất phòng thờ gỗ gụ của gia đình chú Minh ở trên huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đấy, đây là bộ cô đối quân thư. Đấy, chúng tôi đang mang ra để mang xưởng sơn. Đây. Đây là bộ cô đối quân thư hàng 5 phân, tức là gỗ gụ, thì mang ra xưởng sơn. Đây thì tôi sẽ quay phần chiếc sập thờ gỗ gụ. Kích thước của chiếc sập thờ đây là dài 2m17, rộng 1m07 và cao là 1m27, chân 24. Và bàn cơm là dài 1m27, rộng 61, cao 47. Thì chiếc bàn cơm này thì để thoải mái hai mâm cơm. Thì đây, đối với sập thờ ở đây thì hàng là dày 5 phân. Đấy, gia đình chú đặt là hàng dày 5 phân, chắc canh bong lên từ 10-12 phân. Và bên dạng ngang cũng là dày 5 phân, cũng là chắp lên. Mà khách hàng yên tâm về cái sản phẩm của Thành Khuyên chúng tôi làm. Đấy, thì mọi người có thể thấy được, đây là hàng gỗ gỗ, gỗ lạc rất là đồng màu đúng không ạ? Đây, mọi người thấy đây, bông hoa hồng đây. Hay là những bông hoa mai, những chú chim, đục rất là có hồn đúng không? Cổ đây thì toàn bộ chúng tôi cổ nong để đảm bảo sự chắc chắn trước bàn và không sợ bị cong vênh. Cuôn 5 và ván 2 phân. Đấy, cổ lạc rất là đồng màu. Đây là một bộ sập thờ gỗ gụ. Bộ của đối quân thư thì cũng là hàng dày 5 phân. Thì chúng tôi đang trả đi phun sơn rồi. Sau đây tôi sẽ quay phần bên trong anh em xem. Đây, bên trong đấy ạ. Chân này. Đấy, khách hàng có thấy được. Đây thì chúng tôi đang bắt ke. Đấy. Đấy. Đang bắt ke. Rất là đông. Thành Khuyên chúng tôi chuyên sản xuất các loại mặt hàng về đồ thờ với chất liệu gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ Nam Phi, gỗ gụ, gỗ mita. Đấy, nói đến đồ thờ thì quý khách hãy nhắc đến, biết ngay tới là cơ sở Thành Khuyên chúng tôi chuyên các loại mặt hàng về đồ thờ. Làm đây là những cái đồ tâm linh nên cơ sở chúng tôi cũng phải làm rất cẩn thận cho tất cả các khách hàng. Tôi sẽ quay lại cái mẫu sập thờ đây, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là có hồn kinh bò, gỗ lạc rất là đồng màu, dày dặn và hàng không dập không rác. Đây là phần chân. Với chất liệu là gỗ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá, cơ sở chúng tôi còn rất là nhiều. Thì mọi thông tin chi tiết quý khách hàng nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại là 0398949884, hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ làng Nghề Mộc La Xuyên Vàng, thuộc xã Xáy Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video clip.